Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đục thủng cái bát này cực kỳ dễ dàng mà không bị vỡ. Cái bát này miền Bắc gọi là cái bát, miền Trung gọi là cái chén, ăn cơm. Bình thường là các bạn để thế này, các bạn đục thủng là vỡ ngay, vỡ toang ngay. Nhưng mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đục không bị vỡ. Các bạn lấy cái nồi nước hoặc chậu nước, để cái bát trong chỗ nước, bên trong mình nhét một cái dĩa cho nó khi mình đục cho đỏ tức cái bát đấy. Các bạn để đậy xuống, nhưng mà các bạn đặt túi cái vít ở giữa đây. Đây cái búa bình thường này, mình đục cho các bạn xem này, đục nhẹ nhẹ bình thường thôi nha. Đấy đấy, nó đã thủng, các bạn thấy bọt đã lên chưa? Đấy đấy, chúng ta biết đã thủng cái bát xuống. Đấy, mình rút lên cho các bạn xem, nước đã sôi ra, đã thủng. Các bạn thấy hay không? Đấy, các bạn thấy mình được thủng cái lỗ cái bát còn xe ở giữa, lỗ đẹp không? Đấy, tay mình thấy bên kia. Đấy, mình muốn biết cho các bạn xem nữa, nó sẽ thủng. Đấy, hay không? Một đích đục thủng cái bát này không bị vỡ là các bạn có thể cá cược, đi cá cược với nhiều người. Và thứ hai là các bạn đục cái bát ăn cơm hoặc một cái tô lớn bằng sành bằng sứ, các bạn ngâm vào nước, các bạn đục cái mình nó sẽ không vỡ. Để các bạn đục xong là các bạn làm cái loa của cái bóng đèn, các bạn để ngoài trời. Đây, như mình đây, cái bóng đèn ngoài trời, và nó có nước mưa cũng tạt vào, và khi ánh sáng nó tập trung, nó tập trung một chỗ, nó không bị loa ra ngoài. Khi các bạn dùng bóng đèn ngoài trời thì các bạn sâu qua và các bạn gắn kêu trên này vững chắc và nước mưa cũng vào nữa. Qua video này, nếu các bạn thấy hay, like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chào các bạn.